Vâng, và sáng sớm chốt cho hai bác nha, một bác ở Ninh Thuận, một bác ở Hà Nam, đó là lựa chọn cặp loa 4312MK2. Đây là dòng đầu 3 các 43 nha. Còn bên em các bác nào mình thích đầu 4 thì bên em có 4410 này, 4412 này. Đây là 4312 nha bác. Còn 4412 là nó sẽ cấu hình khác một tí. Và thùng nó như hôm qua em đã giới thiệu về được một cặp 4412 này. Student monitor và 4412A student monitor. Student là dòng sử dụng trong những phòng thu chuyên nghiệp, là dòng Catron nha, dòng 4312MK2 dòng Catron. Còn giờ student nó lại khác nữa nha. Mỗi dòng nó sẽ có chất âm nó khác nhau một chút đỉnh, nhưng mà cấu hình loa thì khá giống nhau, chỉ là khác ở phần canh chỉnh của hãng để sử dụng cho những cái model như là student và motor Catron. Đây là 4312MK2, hôm qua em về ba cặp đẹp, gọi là thiếu shop luôn, đẹp trên 95%, một hai cặp canh nâu đen và một cặp canh xanh, thì lên đường cho hai bác nha. Còn một cặp nữa bác nào lấy thì alo cho em nha, hứa hẹn khoảng nửa tháng nữa sẽ về thêm vài cặp cho các bác nha. Các bác nhớ theo dõi kênh và cách ấn một nút đăng ký, chiều nay em gửi hàng cho tất cả các bác.